Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Đức Tính cùng với Văn Diệm Đồng Tháp hôm nay đến thăm nhà của cô Tư Rớt quý vị. Chú ơi, chồng của cô bị bệnh dạ tai biến. Rồi vô. Rồi chú con nằm. Chú này ổn không chú, khỏe không? Quá trời, nhà mình đang nghiêng dữ à? Quá nghiêng luôn rồi. Nó muốn sập luôn rồi, ghê quá. Nó xẹo qua xẹo lại. Cái này chú khỏe không? Đỡ, cũng đỡ đỡ hả? Nhà mình bữa nay nó nghiêng quá nghiêng. Cô ngồi gần chú đi cô. Cô ngồi xích vô đây nè. Người cái gài cô chú ở đây có ai ở chung không? Có ai đâu, ai còn già với mấy đứa cháu. Mấy đứa cháu còn ở đây không? Mấy đứa cháu lúc trước đi học. Dạ. Ở đây 4 đứa. 4 đứa cháu luôn hả? Dạ, 4 đứa cháu. 4 đứa cháu luôn. Cha mẹ có thường về không? Cha mẹ có mấy cháu á? Cha mẹ nó bận quá trời rồi, không có được gì, bận dữ thành quá Tiên Nhân chứ. Cũng bằng chạm như xưa hen. Bằng chạm xưa vậy đó. Dạ. Mướn đúng mướn người ta không chú ơi. Quá trời, cái nhà này giờ nó muốn sập luôn rồi. Đợt đó chú bệnh gì mà con quên rồi ta? Tai biến. Não đồ đó. Não luôn. Tai biến não. Thì tai biến thì liên quan tới não đó. Tim rồi phổi nữa. Tim phổi luôn. Thì đủ bệnh hết trơn. Đi bệnh viện á. Dạ. Giờ người ta kêu đi trị mà giờ không có tiền. Bây giờ con mấy người con của cô là ở đây là ô bảy, mấy người cháu á là con của mấy người con nào? Con người thứ ba, con người Úc. Là mấy đứa này cũng đi làm mướn, đóng trạm mướn. Cô có mấy người con quên nè? 4. 4 nữa hả? Dạ. 4 đứa mà có đứa nào khá không cô? Không có đứa nào khá, đi làm mướn không. Mướn hết luôn hả? Đất nào ở chân á, đi làm mướn đóng trạm không á. Như gốc cô ở bên Cam vậy hay gì? Ở Tân Niên, người Việt Kiều á. Dạ. Nhưng mà mình là dân tộc Việt Nam nhưng mà sống bên Cam thời gian phải không? Dạ. Dạ. Sống từ nhỏ tới lớn luôn. Từ nhỏ tới lớn luôn hả? Cha mẹ ông bà ở bên đó không đó. Dạ. Vậy là mình là Việt Kiều vậy? Dạ, Việt Kiều đó. Dạ. Chung với bà Năm nè. Hồi xưa ở bên Cam cô ở chỗ nào? Ở tỉnh Bắc Tam Bang. Lúc cô chú vợ chồng nhau là cũng ở bển luôn. Ông cũng dạ, ở chỗ đó này luôn mà không có ở gần. Dạ. Tôi ở gần Tơ Bắc Chè rồi đó. Dạ. Còn ổng ở Cà Ba Tô rồi đó. Dạ. Tôi ở tỉnh Bắc Nam Băng ở thành phố, còn bà ở dưới biển Hồ. Biển Hồ hả? Đó, biển Hồ này con biết nè. Tại biển Hồ này con có thấy anh Tính quay rồi. Anh Tính có qua biển Hồ rồi. Vậy đó. Anh từ thiện đợt đó là mình cá rồi đó, mình cá kéo lưới đồ đó. Dạ. 4-5 giờ sáng là đi chèo tới đó rồi cái làm nhảy xong kéo rồi đuổi ra bờ đó. Tại sao ta gọi là biển Hồ ta? Thì mình ở biển, ta kêu biển Hồ. Tại vì đó là cái biển nước ngọt. Nhưng mà mình kêu biển, mình kêu ở sông là biển Hồ. Nó là cái biển nước ngọt. Ừ. Biển nước Tư Niên luôn mà không có bờ, không có khô. Chèo máy hả? Trong vô con. Vô đi con, vô đi con. Vô đây con, có gì đâu con. Vô sau lưng vô. Vô đi, vô cái đi. Vô bên đây nè. Vô đi. Ừ. Cháu con người thứ mấy con? Này con người thứ ba. Ồ, bị lớn mới chạy xe hả? Cô cứ ngồi đó đi. Dạ. Bị gì không có ai đi rồi kêu nó đi, nó cũng mới biết tập xe đó. Dạ. Rồi giờ ổng mệt rồi đi mua thuốc thì cho ổng uống. Rồi mình bệnh gì hút thuốc có sao không chú? Tắt cái giọng. Cũng hút viên viên hả? Cũng như mà bây giờ á bác sĩ ta kêu á mà hồi đó hút nhiều, bây giờ hút cỡ một gói gì 3 ngày á. Một gói 3 ngày. Buông ngang là ổng lên máu ổng chết á. Ăn chầu đi chú. Mình ngồi thuốc mình ăn chầu. Vậy là cái giai đoạn không biết ăn. Cái giai đoạn cô chú về đây là bao lâu rồi? Cũng lâu rồi. 75 mình tới giờ đó. Hòa Bình mới về ha. Dạ. À có nghĩa là ngày xưa mà cơ duyên nào mà mình ở bên kia mình 75 mình mới về. Cái năm mà nó đưa Hòa Bình đưa mình xuống đó. Năm đó đi xuống luôn. À Hòa Bình là bên kia ta đưa mình về hả? Đưa mình vô tâm bào tự mình đi á. Tự mình đi rồi bộ đội đi theo đưa mình về. Rồi rước về. À bộ đội rước về. Cái năm mà nó cái năm đổi muối á, cái năm Việt gốc Việt. Cái năm mà nó chém, nó quánh đầu vậy đó. Năm Việt chủng. Nó chém nó nít trời ơi. Vậy là cô chú sống bệnh cái thời trước về trước Việt chủng rồi, 75 là về trước Việt chủng rồi. Phải còn ở bởi nguy hiểm rồi. Thì ở dưới cái gì Dung Đúc hả? Sống từ nhỏ tới lớn người ta nó mới ở kỳ đó ở. Vậy là cha mẹ của cô chú ở bển hết luôn. Dạ.
cha mẹ hai bên đều ở bển. Ở bển hết trơn luôn. Ở bển là lúc cô chú sanh ra là ở bển luôn. Ở bển luôn, ông bà gì cũng ở bên. Rồi giờ rồi Nam này là rồi ông bà gì chết hết rồi, giờ mấy anh mấy chị đồ cũng về ở Việt Nam này hết trơn nè. Dạ bây giờ cô với chú là nói lại tiếng Cam được không? Mình còn nhớ là nói mà không mà có được nhiều thử đánh lực à, thì chú nói thử một từ nào hơi dài dài cho tôi nghe thế coi, dù hỏi tụi con khỏe không rồi ở đâu tới đây gì đó, hỏi thử coi đó thử cứng lử à, kể nói cho con nghe thử cho cô chú nghe đi. Tôi nói không được, bỏ lâu quá nói không được. Đi hồi đó đi còn cỡ đi hồi đó còn cỡ thằng này nè, bởi vì không có biết nhiều. Con thì nói thì nghe, con thì biết con, nghe được. Con câu là em ơi xà lấy bọn tê biết nhiều đó, nghe nói gì đó gì. Câu đó câu dễ rồi. Dạ. Ôn ơi xà lấy bọn tê. Ôn ơi không? Ôn ơi. Ôn ơi. Ôn ôn ôn. Ôn ơi xà lấy bọn tê là hỏi em ơi thương anh không? Dạ. Cái đó đó. Hấp bay. Hấp bay là ăn cơm. Hấp bay xà bay. Rồi có người thì xa, có người thì hợp bay nhiều lắm. Dạ, quên về đây quên ví rồi. Dụ mà con ngủ anh Thắng ăn ổ anh tính ăn sáng. Có nhỏ em chậm nè. Hợp bay. Hợp bay giờ không phải hợp bay á. Nó có đủ. Hợp bay là ăn cơm á, chứ ăn cơm á. Hợp bay, si bay, hợp bay. Ông quân. Ông quân hết á. Mà tại vì tôi đi đi sớm á, đi sớm là không có biết nhiều. Không mà chú chắc biết nhiều à. Con nhỏ em của ổng á, dạ. Nó ở Tân Điền nó gần á. Nó hát Tân Điền luôn. Phải bây giờ mà chú với thím mà còn ở đó là giờ mình thành đại gia rồi. Bây giờ ta đưa mình đi mà hồi đó tôi ra nghe việc chủng. Ở ghe rồi ở bè, nó giết chết à, không được đâu. Ở đó là nó giết chết á. Nói vậy chứ rất là nguy hiểm thời chiến tranh mà. Nó cho đi rồi mình phải đi giờ mình chống cự lại là nó đạp mình xong nó ấy mình xong nó giết á. Rồi bây giờ là cho con hỏi là ở đây là hồi đó giờ là mình ở đây ở đậu ở đậu rồi ở lâu quá người ta cũng vẫn còn cho mình ở đây ha. Còn người ta cũng cho cách tự nhiên. Ở đây bao lâu rồi cô? Ở đây không cũng mấy năm rồi. Dạ. Ở đây mấy năm rồi. Cái nhà mình cất hồi nào mình muốn sập vậy? Thì xuống ở là cất luôn đó. Ta cho cây vậy là mới về hồi thời điểm mới về cô chú ở đâu? Ở bên trong mới về vậy nè. Vòng cũng ở đậu không vậy hả? Dạ. Rồi cái nó đưa lên thành lợi. Rồi ở tỉnh không có làm gì hết trơn. Ở đây sao nó không đưa mình vô khu dân cư hay cô? Dạ. Khu dân cư thành lợi đó mà không có làm gì được hết trơn á. Dạ. Trời ơi đói nhiều người đói tỉnh kìa. Nói em chồng á. À vậy là cũng có đưa cô vô khu dân cư rồi. Dạ, mà không có làm cái gì được hết trơn á. Nhưng mà giờ hiện tại cái nền ở khu dân cư còn không? Còn mà không có tiền trả nè. Không tiền trả. Người ta kêu gì hoài ha. Dạ, còn hình như là 10 triệu hay 12 triệu gì hả? Con 19 nhớ triệu. 19 triệu. 19 triệu dạ. Rồi 19 triệu là chắc tiền. 19 triệu với dây hầm cầu. Dây hầm cầu 4 triệu nữa là 23 triệu. Rồi bây giờ hiện tại giờ là ai lãi, ở trên đó? Lãi lung đồ nữa là cũng tôi đóng lần chắc cũng còn 25, 26 triệu gì đó. Dạ. Bữa hổm người ta nói đó, mà dạ. Chưa có tính tưởng dạ. Người ta nói phỏng rồi đó. Ai ở trên nền nhà đó? Tôi với ổng ở nè, rồi giờ tôi đi xuống đây. Rồi con nó cũng đi làm rồi đóng cửa bỏ đó. Dạ. Có thằng trai ha, có thằng trai rồi nó ở đó cũng đi làm rồi chứ ở đó lấy gì đâu ăn. Vậy là cái nhà đó cũng còn thằng trai ở. Còn nhưng mà ở là chừng nào về mới ở, còn đi làm dạ, suốt. Đi làm dạ. Suốt luôn á, nó không có khi nào ít về nhà lắm. Dạ. Về tao bữa hai bữa ha. Vậy cô chú chắc con cái cũng lo mình chứ, chú đỉnh chứ. Trời ơi là mướn muốn chết luôn á, là mướn có khi đủ ăn. Con mẹ em nhỏ này 4 đứa con mà có mình thằng này lớn nè. Nếu mà không lo con không đủ rồi cô chú sống sao? Gán đi chứ làm sao giờ không là mình dạ. Cũng phải có cái gì để thu nhập để sống chứ nếu không có làm gì thì sao giờ sống được giờ ổng bệnh gì là tôi gấp củi từ thước này đi mua thuốc cho ổng uống đó. À chủ yếu ở đây đấy mà gấp củi rồi ha dạ. Ở cộng dân cư á anh trở này không có cơ sở làm gì hết trơn á. Vậy con gấp củi tính người ta tính tiền mình sao? Một thước chỉ 30 ngàn mà gấp cái vỏ bỏ ha, gấp bỏ vỏ rồi mình chất lên nữa đâu phải dạ. Ở chứ mé luyện lên gốc rồi mình mới chất lên. Vậy là cô làm ngày được nhiêu tiền? Thánh là ngôn ngày mấy đựng thứ ông lát cái đi về ổng, lát cái đi về ổng rồi cơm nước
cho ổng, rồi thuốc men nè, mới chạy đi mua thuốc gốc đã ngực cập. Thì bởi vậy con cái nó cũng lo cho mình chút đỉnh chứ, nếu mà cô làm gì thì đâu đủ sống đâu. Mình vài trăm vậy chứ lâu lâu mới cho chứ đâu có cho hoài, nó cũng lo con đi học lắm, 1 triệu mấy không đó. Rồi mấy con cô đi rồi vậy rồi lâu lâu về thì ở đâu? Thì cũng chen nhúm ở đây vậy đó. Vậy đó hả? Cũng như đây luôn bữa hả? Bữa vậy đó, hai bữa vậy đó đi. Bữa... Vậy là về rồi, bao lâu mới về lần cô? Chắc cũng tháng, nửa tháng rồi mới về. Về cho tiền ông bà không? Cho người cũng cho vài trăm vậy, người 200 chứ nó bằng mướn mà. Có con thấy cái nhà này nó muốn sập rồi đó cô. Qua nó nghe nghẽo cả đằng kia thì nó siêu qua, đằng này nó siêu lại. Cho cái nhà này cô có chống có chặn gì không chứ nguy hiểm lắm nha. Không, người ta biểu đóng cái sàn đi, người ta cho từng tên mà giờ không có tiền mua đồ làm. Ai cũng kêu hết trơn đó chú Nghiệm. Nghiệm ơi, ai cũng cho hết trơn. Mà giờ tôi không có tiền đóng cái sàn mua cây nóng, mà giờ người ta biểu mua cây sắt đó làm gì, làm nóng. Bán ta cho ở đậu trên bờ thì đỡ ha. Ở dưới sàn, ở dưới sông thì nó khó. Bởi vì tôi tính là mấy đứa nó phải có tiền, nó là đóng cái sàn gì nè, từ nghiệp cũng thủy bên đây nè, nó phải chỉ có tiền chứ đóng cái sàn đi, ta cho từng tên cũng được. Vậy là chú năm nay 70 mấy tuổi rồi hả? Dạ. Em thấy cái có cái bản mừng thọ. Dạ. Bữa hổm đây nè, tôi 18, ông 18. Ông 18, ông 18. Vậy là hai bà bằng tuổi. Dạ. Vậy là năm nay cô chú năm nay 70 mấy. Không biết, không biết chữ 70 rồi. Mấy thì không có, bây giờ mình 7 mấy rồi. Dạ, giờ 7 mấy rồi. 7 mấy là chưa có nhận tiền già đâu. Nhận chưa? Chưa. À, 80 chưa. Hay gì á, 80 8 mấy gì. Có người về 7 mấy người cho rồi đó. Dạ, cái đó tùy theo vùng con. Dạ. Ở đây là 75 76 gì đó. Bà nội với đứa này 80 đỉnh rồi. Bà má 80 đỉnh. Vậy rồi. Là bây giờ là thu nhập chính của gia đình mình là bà đi góc củi. Góc củi không à? Dạ, góc củi thì ngày cũng được mấy chục ngàn ha. Dạ. Ngày không được thức củi, có khi củi dễ thì được góc có chiều vậy được thức củi. Còn góc như vậy là không được từng 7 tấm. Bây giờ con vô đây cũng đâu mấy lần rồi, không gặp khi nào gặp con cô chứ. Nó đâu nằm không à, hồ ơi. Thở chú Nghiệm này biết con không? Con nằm mấy lần mà. Quán mà màn lớp nào ổng bệnh nè. Nhiều khi rồi bệnh rồi cái chỗ nhà cô rồi cũng 4 lần trở lên rồi đó. Có lên hả? Trời ơi, cũng vô lâu đó, nhiều lần hả? Chắc quên. Quên. Mà tại lâu trong thời gian gần đây không có vô thôi. Vậy hả? Lúc trước á. Mà tôi nhớ vô với ông Tám mãi 1 lần hay gì nè. Có không? Dạ, có lần đầu tiên là có người dẫn vô đó. Ông Tám ông Tám nghỉ đó. Dạ, lần đầu đó chú Tám dẫn. Ông đền, ông có chú Nghiệm nè. Bữa nay dạ, bữa nay con với anh Tính thay mặt cho chị Thí ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi cũng gửi cho chú với Thím là thùng mì ha. Dạ. 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 Chú nhận con thùng mì. Rồi ở đây một cái bọc đồ ăn nữa. Sữa rồi bánh trái, cà phê kia đâu. Dạ. Rồi sữa. Sữa rồi bánh. Dạ, nó cũng cảm ơn. Rồi đường. Dạ. Con gửi cô chú thêm 100.000 ha. 100.000 này của Facebook Liên Lê. Dạ. Gửi cô chú. Mình chi tiêu ăn uống gì đó ha. Dạ. Mua đồ ăn. Mới mượn tiền củi cũng được 50.000 đi mua thuốc cho ẩm đó chứ cũng không có nữa. Dạ. Nó ngay mượn tưởng về cũng thiếu người ta đẳng cũng cả 1 triệu bạc. Thuốc dạ. Rồi mua đồ cho ông ăn. Nhà ăn. Chứ cũng con nó cũng đi bằng xa rồi chưa có làm gì mà đưa tiền về. Mình có bảo hiểm không? Có bảo hiểm. Có bảo hiểm. Có bảo hiểm nữa. Ừ, nhà nước cho rồi đó. Sổ hộ nghèo, cận nghèo có không? Không có luôn. Có. Dạ. Có bảo hiểm, ta cho bảo hiểm đó. Còn lâu rồi cận nghèo mà ta cắt rồi, nghèo rồi ta cắt rồi. Tại có con cái, còn con cái. Dạ. Đấy rồi giờ ta kêu xuống đây ta nói có con quên xuất đi quậy. Yeah. Rồi cái đi xuống đây rồi làm mà tôi góp củi rồi bọt quẹt ăn thuốc men rồi cho ổng chứ lên tỉnh ở yeah, đây rồi đi ra đồ cũng được ở đây ra đồng. Đây chích thuốc rồi cho ổng cũng được mua thuốc rồi cho ổng cho tỉnh 6 7 8 rồi số cũng hoàn cảnh khó khăn rồi mới đi xuống đây rồi hai con tới đây thăm cô chú ha. Yeah. Rồi giờ còn đi hoàn cảnh khác nữa cho nên là giờ chào cô chú nha. Yeah.
Cô chú có gì muốn nói với Mạnh Thường Quân không? Hay Mạnh Thường Quân mới tặng quà bây mình? Bây giờ cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Mấy cô, mấy chú gửi cho quà cũng có gửi lời cũng cảm ơn Mạnh Thẻ. Dạ. Cầu chúc cũng Mạnh Thẻ. Dạ, dạ. Đó. Mấy cậu cũng Mạnh Thẻ hết nha. Dạ, rồi con chào dạ. Cô chú nha. Dạ. Ở dưới đó là như là cái sàn đúng không? Sàn. Dạ, con đi vô lại cái lâu. Con siêu xuống cái sàn này mấy lần rồi. Dạ. Lâu quá trở lại coi coi sao. Cũng vừa nấu củi vừa nấu ở đây. Ờ cái này nó nghiêng ngẽo muốn sập luôn nè. Dạ. Đó. Cho là Mạnh Thường Quân người ta cho á chứ dạ. Mấy con thì không bây có khả năng. Cũng nhờ chú đồ với chú Niệm đồ cũng giúp đỡ giùm coi. Nó chật này cho dạ. Mấy con không có giúp đỡ được, chỉ có Mạnh Thường Quân người ta xem mà người ta thấy thương á thì ta cho thì dạ. Con mới có đem tới. Thì chú cũng ấy giùm quay giùm mấy. Dạ thì đang quay nè. Vậy đó, dạ. Dạ. Cũng hoàn cảnh khó khăn nữa lắm chứ. Dạ dạ. Bạn nữa nè. Dạ. Giờ tôi mà được thì hả nữa. Có ai tặng gì là con đến liền hả? Dạ, mình dạ. Gái đi, tôi gái cho tặng tôi được cái nhà ở cho ông Mạnh Thẻ rồi ở cho gọn ghẻ. Giờ mình không có đất, khó dạ. Tặng nhà dữ lắm. Biết không? Tôi biển trên biển có tiền á, tôi làm cái sàn ở trên ai cũng cho ở trên. Vậy là giờ dạ. Nếu mà có mình có làm có sàn là ở trên có người cho ở trên. Dạ. Dạ. Cho ở trên. Rồi nếu như mà có ai mà tặng cái sàn cho cô thì con sẽ báo tin cho cô ha. Dạ. Dạ. Giờ rồi tặng cái sàn này có người làm chú Niệm nha. Dạ. Giúp đỡ giùm rồi con về nghe cô chú ơi. Dạ. Dạ. Cũng đi cũng khỏe nha. Dạ. Ở lại thăm Mạnh Thường Quân đồ cũng khỏe hết nha. Dạ. Cái nhà gì đâu mà muốn sập luôn kia quá. Trời ơi, ở bởi trời dông sợ ông chết luôn á. Trời dạ. Dông đâu có dám ngủ đâu. Dạ. Đồng nghiệp con nhỏ em mà nói chừng nào có sập đó kéo anh Tư qua tước nha. Cái nhà gì nè. Cái căn nhà này tính có vô 3-4 lần rồi từ hồi mấy năm trước rồi. Mà cũng có chia sẻ hoàn cảnh này nhiều lần rồi mà cũng không có được có duyên với Mạnh Quân nào hết. Thì hôm nay tính nhân cái dịp đi chào bà của chị Thí thì trở lại những hoàn cảnh khi xưa mà tính đã từng đến. Thì do là trở lại thăm những hoàn cảnh cũ cho nên Đức Tính chia sẻ tiền của Mạnh Thường Quân một hộ vậy chỉ 100-200 ngàn thôi. Chỉ có những hoàn cảnh mới á thì mình mới đến lần đầu á rồi mà thấy khổ thì mình mới chia sẻ nhiều hơn. Còn trở lại những hoàn cảnh cũ thì do mình đi nhiều hoàn cảnh á mà mình gửi nhiều thì không có đủ quỹ để gửi. Cho nên là trở lại những hoàn cảnh cũ thì những hoàn cảnh nào khổ nhiều Đức Tính chỉ chia sẻ 100-200 ngàn. Rồi đến đây cũng xin khép lại video này, xin chân thành cảm ơn Facebook Liên Lê cũng như là chị Thúy thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những phần quà cũng như là tiền đến hỗ trợ gia đình của cô. Anh chúc cho hai Mạnh Thường Quân thân nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc bình an, làm ăn phát tài phát lộc. Xin khép lại video tại đây và trân trọng kính chào.